xin kính chào quý vị và các bạn thưa quý vị mặc dù sáng sớm nay hầu hết các nơi trên khu vực bắc bộ trong đó có cả thủ đô hà nội trời còn xe lạnh và có nơi còn có sương mù nhẹ nhưng sau đó sương tan nhanh và toàn khu vực lại đón nhận thêm một ngày đầy nắng của thời kỳ cuối thu ở các tỉnh miền bắc Nhiệt độ sau đó tăng nhanh, đến gần trưa hầu hết các nơi đều lên đến trên 25 độ và vào khoảng từ 12 đến 14 giờ chiều, nhiệt độ đạt mức cao nhất trong ngày. Nhiều nơi vượt ngưỡng 27 độ, có những điểm lên đến 28, 29 độ. Đến chiều tối, nhiệt độ giảm nhanh và vào tầm nửa đêm về sáng, nhiệt độ lại giảm xuống còn từ 19 đến 21 độ ở vùng Đồng Bằng và Trung Du. Riêng những nơi có địa hình núi cao, trời rét cả ngày và đêm khi nhiệt độ chỉ dao động trong khoảng từ 11 đến 16 độ. Với các tỉnh ven biển miền Trung, mưa tiếp tục trong quá trình giảm dần. Ở phần phía Bắc và phía Nam của khu vực, trời hầu như là tạnh giáo, ban ngày có nắng nhẹ. Riêng các tỉnh Trung Trung Bộ, bao gồm khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Bình, Bình Định, trời còn nhiều mây và có mưa. Tuy nhiên, lượng mưa giảm đáng kể so với những ngày vừa qua. Hầu hết các nơi chỉ còn mưa với lượng dưới 10mm. Nền nhiệt độ trên toàn khu vực có xu hướng tăng lên, cao nhất trong ngày ở mức từ 28 đến 30 độ. Hy vọng với thời tiết tốt dần lên thế này sẽ giúp bà con vùng lũ khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra trong những ngày vừa qua. Ở phía Nam, khu vực Tây Nguyên, thời tiết khá ổn định, trời tạnh giáo và ban ngày có nắng nhẹ với nhiệt độ cao nhất giao động trong khoảng từ 27 đến 30 độ. Về đêm, nhiệt độ giảm nhanh, trời xe lạnh. Còn tại khu vực Nam Bộ thì chịu ảnh hưởng của giải áp thấp đi qua phần phía Nam của khu vực nên trời khá nhiều mây. Vào chiều tối có mưa rào và rông rải rác, đặc biệt ở các tỉnh ven biển miền Tây. Bên cạnh đó, mực nước đỉnh chiều trên khu vực này còn duy trì ở mức cao nên tình trạng ngập úng ở vùng đồng bằng sông Cửu Long và cả thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt, ảnh hưởng rất xấu đến đời sống và sinh hoạt của bà con nơi đây. Cụ thể, ngày hôm nay, thời tiết trên các đô thị lớn được dự báo như sau. Thưa quý vị, do chịu ảnh hưởng của khối không khí khô và ổn định, nên ngày hôm nay tại thủ đô Hà Nội trời có nắng từ sớm và nhiệt độ tăng khá nhanh. Đến khoảng 10 giờ sáng, nhiệt độ đã ở mức là sấp xỉ 25 độ và đến quá trưa, nhiệt độ tăng lên trên 29 độ. Bên cạnh đó lại là quá trình giảm dần về độ ẩm và vào lúc giữa trưa, độ ẩm đạt mức thấp nhất chỉ dưới 55% nên trời rất khô. Từ sau 16 giờ chiều, nhiệt độ lại giảm nhanh, vào thời điểm nửa đêm về sáng, nhiệt độ chỉ ở mức là từ 20 đến 21 độ. Còn tại thành phố cảng Hải Phòng, trong ngày hôm nay, vào sáng sớm ở vùng ven biển được bao phủ bởi một màn sương mù mỏng nhưng sương tan nhanh và trời có nắng, nhiệt độ tăng dần ở mức là từ 21 đến 22 độ, vào buổi sáng lên 24 đến 25 độ vào gần trưa và đạt mức cao nhất vào khoảng 27 đến 28 độ do được hưởng không khí biển nên độ ẩm không khí tại đây cao hơn khu vực những nơi nằm sâu trong đất liền. Tuy nhiên vào thời điểm giữa trưa độ ẩm cũng chỉ ở mức từ 60 đến 65% nên cũng có cảm giác hơi khô. Đến chiều tối và đêm cũng như các nơi khác trên khu vực Bắc Bộ, nhiệt độ lại giảm nhanh nên cảm giác lạnh về đêm vẫn còn duy trì. Với thành phố Đà Nẵng, trời khá nhiều mây vào buổi sáng và đến gần trưa thì mây giảm dần, đôi lúc có nắng nhẹ, nhiệt độ có xu hướng tăng chậm, cao nhất ở mức từ 29 đến 30 độ. Độ ẩm không khí trong ngày khá cao, ngay cả thời điểm giữa trưa, độ ẩm cũng đạt mức là trên 75% nên thời tiết khá dễ chịu. Đến chiều tối trời nhiều mây hơn nhưng mưa cũng chỉ xuất hiện thoáng qua với lượng không nhiều. Sau những ngày mưa kéo dài, hy vọng thời tiết chuyển tốt dần sẽ giúp bà con thuận lợi hơn trong sinh hoạt hàng ngày với các tỉnh thành phía Nam bao gồm cả thành phố Hồ Chí Minh. Hoạt động của giải áp thấp ở phía Nam của khu vực này vẫn khiến cho mây đối lưu phát triển nhiều hơn vào chiều tối và gây ra những cơn mưa rông bất chợt. Nền nhiệt trong ngày giao động ở mức từ 24 cho đến 32 độ, độ trung bình là khoảng 80%. Ngoài ra, tuy mưa không nhiều nhưng do hiện tượng chiều cường vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt nên tình trạng ngập úng cục bộ vẫn diễn ra, đặc biệt là vào gần sáng và chiều tối khiến cho đời sống của người dân nơi đây gặp rất nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, giao thông đô thị cũng gặp trở ngại do hiện tượng này xuất hiện vào đúng thời điểm tan tầm. Tại thành phố Cần Thơ, ngày hôm nay trời cũng khá nhiều mây vào sáng sớm, ban ngày mây giảm dần và đôi lúc thì trời có nắng nên nhiệt độ tăng từ 25 đến 26 độ vào buổi sáng, lên trên 30 độ vào lúc quá trưa. Nhưng đến chiều tối, mây đối lưu lại bắt đầu phát triển và mưa rông có thể xảy ra. Ngoài ra, hiện tượng chiều cường cũng gây khó khăn cho người dân nơi đây, đặc biệt ở những nơi có địa hình trũng thấp. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết đô thị của kênh VTC14. Chúc quý vị ngày làm việc hiệu quả. Xin kính chào và hẹn gặp lại.